chơi. Còn bói bói là phụ lặt mà. Đó, thu hoạch tận sáng nấu canh cho bói ăn nè. Đó, ghê chưa? Chưa. Hai cái lá bỏ vô rổ, bà hái cái hạt bà bỏ vô rổ. Bói ơi, con đang làm gì đó? Bói, bói ơi. Con phụ con lấy hộp ga hả? Nè, lặt cái lá này nè. Nè, lặt cái lá đó. Ôi ôi, đưa cho mẹ, đưa cái hạt đó cho mẹ, mẹ chồng. Rồi đây. Ồ, đặt mấy cái hạt màu đen đưa cho mẹ. Nó biết nè, nó đặt mấy cái hạt. Cái hạt màu đen á, hạt kia nữa, còn nữa, còn một hạt nữa. Đây đưa mẹ. Rồi đây nữa nè, đây nữa nè, còn nè. Giỏi quá trời luôn. Rồi đưa mẹ. Đưa mẹ hỏi mẹ chồng nha. Ok, còn nữa kia, còn nữa kia. Có giỏi quá à. Rồi đứa mẹ được 5 hạt rồi, còn một hạt nữa, 6 hạt rồi. Yeah, cái hạt đó còn non lắm, không có trồng được đâu. Đây nè bói, đây nè hạt này già nè bói nè. Wow wow, đứa mẹ đứa mẹ. Thôi đứa mẹ, đứa mẹ, mẹ cầm thôi, mẹ trông. Kê con một hạt nè, con một hạt nè, đây nè. Đó. Một hạt nè bói. Nè nè, nè. Nè bói. Ừ. Ôi, hạt già, hạt non gì lặt hết trơn rồi nè. Thôi đứa mẹ, mẹ cảm ơn. Giỏi quá trời luôn. Mẹ cảm ơn bói nha. Còn nè, đây nè bói, nè. Wow. Ra coi đó lặt hạt mắc cười lắm bậy. Còn không? Còn nữa kìa, còn một hạt màu đen kìa. Nghe tay bói á. Đây nè. Đây nè. Nè, thấy không? Yeah. Đưa ra cho mẹ. Rồi mẹ cảm ơn. Còn không? Hạt đó màu xanh, hạt đó còn non, trồng không có lên cây đâu. Giỏi quá. Nè, còn nữa nè, lặt lá đi. Lặt lá bỏ vô rổ.